Laudetur để tua jesus christus ngợi khen chúa Giêsu kitô đây là đài phát thanh vatican chương trình việt ngữ Đoàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật mùng 9 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Thánh Biển Đức là viện phụ hay là tổ phụ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục mẹ Maria do linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này nói về một số sứ điệp của Đức bà Hoa Hồng San Damiano. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày. Vatican Hôm qua 8 tháng 7, Đức Thánh Cha đã chỉ định ba phó thư ký cho Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện. Đó là Linh Mục Segundo Tejado Munzo, nguyên phó thư ký Hội đồng Tòa Thánh cột Unum Đồng Tâm, Linh Mục Nicola Riccardi, dòng Francisco, giáo sư khoan khoa thần học môn công lý và hòa bình của Đại học Giáo hoàng Antonianum và bà Flaminia Giovannelli, Nguyên phó thư ký Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. New Delhi, hội đồng giám mục Ấn Độ mạnh mẽ phản đối phán quyết cho phép phá thai tới tuần thứ 26 do tòa thượng thẩm nước này đưa ra hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua. Phán quyết đã được hai thẩm phán, Deepak Misra và Khan Vilka đưa ra viện lẽ các hư hại tâm lý sâu rộng mà một bà mẹ ở Calcutta 33 tuổi có thể gặp phải. Đức cha Savio Fernandez, giám mục phụ tá Mumbai kiêm chủ tịch ủy ban gia đình của Hội đồng giám mục Ấn khẳng định rằng giáo hội công giáo luôn coi sự sống con người là thánh thiêng từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Do đó không có ai và không có tình trạng nào có thể biện minh cho quyền hủy hoại một sinh mạng vô tội. Phá thai là một sự giữ và là một tội trọng vì nó giết chết một người vô tội và không được bênh đỡ. Thiên Chúa là tác giả sự sống và Ngài đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Vì thế phải tuyệt đối tôn trọng và bảo vệ sự sống, từ lúc thụ thai cho tới khi kết thúc tự nhiên. Xã hội không chấp nhận phá thai trong bất cứ trường hợp nào, vì loại bỏ sự sống vô tội luôn luôn là một sự giữ. Nhưng rất tiếc sự sống chưa sinh ra, sự sống của người già cả, người nghèo và người tàn tật chỉ được xã hội ngày nay nhìn trong lăng kính lợi ích nếu con người không ích lợi nữa thì bị coi như gánh nặng và bị loại bỏ đối với giáo hội vì con người là hình ảnh của thiên chúa nên phải luôn luôn được tôn trọng và yêu thương cho dù là trẻ hay già lành lặn hay đau yếu hoặc tàn tật chính vì nó là hình ảnh của thiên chúa mọi người đều phải được che chở và được chân quý đối với chúng tôi thách đố là việc nhiệt thành bênh vực nền văn hóa sự sống và săn sóc các trẻ em và yêu thương chúng trong các nhà mồ và các nhà của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta. Luật Ấn Độ năm 1971 cho phép phá thai tới tuần thứ 20. Kisan Gani, các giám mục Cộng hòa Dân Chủ Congo, kêu gọi mọi phe phái tôn trọng Hiệp định Thánh Sinvestro và Hiến pháp Quốc gia trong cuộc tổng tuyển cử nội trong năm nay. Đức cha Marcel Utembi, Tổng giám mục Kinsangani, kim chủ tịch hội đồng giám mục Congo đã nói như trên trong buổi phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Okapi hôm mùng 7 tháng 7 vừa qua. Đức cha cho biết, ngày mùng 5 tháng 7, tổng thống Joseph Kabila đã viếng thăm Kinsangani và đã gặp gỡ các giới chức khác nhau của thành phố và của tỉnh Tshopo. Trong đó có cả Đức cha. Chính nhờ can thiệp và qua trung gian của Hội đồng Giám mục mà các phe phái chính trị xã hội Congo đã ký Hiệp định Thánh Sinvestro, theo đó phải thành lập chính phủ hiệp nhất quốc gia để tổ chức một cuộc tuyển cử nội trong năm 2017 này. Trong thông cáo công bố sau Hội nghị khoáng đại hồi tháng 6 vừa qua, các giám mục khẳng định rằng Hiệp định Thánh Sinvestro là bản đồ chỉ đường duy nhất dựa trên Hiến pháp, theo đó, chúng ta phải đòi hỏi các phe ký nhận tôn trọng và áp dụng nó. Ngoài ra, Đức Cha cũng cho biết, trong cuộc hội kiến với Tổng thống, hai bên đã đề cập tới các cuộc bầu cử và nhiều vấn đề của quốc gia. Caracas, trong các ngày từ mùng 7 tới 12 tháng 7 này, Hội đồng Giám mục Venezuela nhóm Đại hội Khoáng Đại lần thứ 108 và thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Tham dự đại hội có 50 giám mục đến từ 45 giáo phận toàn nước. Ngoài cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế xã hội, các giám mục sẽ duyệt xét các thách đố mà giáo hội phải đương đầu hiện nay, nhất là việc yểm trợ tinh thần cho dân chúng toàn nước đang phải sống thời điểm khó khăn từ nhiều tháng qua. Cùng tham dự đại hội cũng có Đức Hồng y Claudio Umes, chủ tịch mạng lưới giáo hội xuyên châu Mỹ cùng với ban điều hành các giám mục sẽ công bố thư mục tử sau khi kết thúc đại hội vào ngày 12 tháng 7 này. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Xin cho con nhận ra vẻ đẹp của Chúa, Tứ quyết trình bày. <laughs> con muốn đi tìm ngài trong cuộc sống lời bài hát ấy mang âm vang của cõi lòng con người con tìm khát khao đi tìm đấng cao xa nhưng thật gần thâm sâu nhưng giản dị ẩn giấu nhưng luôn có đó chúa ơi chúa ở đâu cho con đi tìm chúa lời bài hát tiếp tục vang lên ngân lên và con vẫn đang trên đường kiếm tìm ngài đêm hè trăng sáng vòng vặc ánh sáng của vui tươi mang chút nóng nảy ánh sáng của kỷ niệm ánh sáng của muôn vàn mơ ước thuở xa xưa người ta ngắm nhìn trăng và gán cho vẻ đẹp huyền bí của các vị thần người ta gán cho vẻ đẹp kiều diễm của người phụ nữ người ta sanh ví với những câu chuyện tình thơ mộng của chị hằng chú cuội cây đa trăng vẫn là đề tài muôn thuở của thơ ca nhạc họa có một thời người ta đưa ống kính thiên văn lên để nhìn để khám phá mặt trăng người ta cũng sáng tạo con tàu vũ trụ và đi lên chạm tới đứng trên mặt trăng người ta đụng tới ước mơ của bao ngàn năm nhưng con người cũng khám phá thấy mặt trăng không đẹp như mình nghĩ mặt trăng chỉ là một vệ tinh ở mặt trăng không có dấu vết sự sống ánh sáng của mặt trăng không phải là do mặt trăng phát sáng mà chỉ là phản chiếu từ ánh sáng mặt trời thế nhưng đó chỉ là chuyện của biết bao người còn con, sinh ra trong một làng quê làm nghề nông trồng lúa, trăng vẫn rất đẹp. Vẻ đẹp của đêm trăng nơi ngôi làng, nơi cánh đồng đêm khuya, nơi sân nhà nho nhỏ, nơi sau vườn lặng lẽ. Vẻ đẹp của đứa trẻ chạy vui đùa khắp làng và tưởng chừng như trăng đang chạy cùng mình. Vẻ đẹp của ánh trăng cho biết thời tiết khí hậu, cho biết mùa màng đổi thay, trăng cuồng thì hạn, trăng tán thì mưa. Vẻ đẹp của Trăng không chỉ gắn liền với câu chuyện chị Hằng mà còn gắn liền với người mẹ tuyệt vời là mẹ Maria. Có người nói, ừ thì Trăng đẹp, nhưng đẹp thì được cái gì? Thật lòng mà nói, người ta ngày nay dễ bị cuốn hút vào cái vòng xoáy của kinh tế, của tiền tài danh vọng mà quên đi biết bao vẻ đẹp đất trời ban tặng. Không chỉ không thấy đẹp mà người ta còn ra sức khai thác bóc lột con người và thiên nhiên chính khi làm ô nhiễm khí quyển là lúc họ khó thở và những thứ bụi bặm che mở ánh trăng càng làm cho họ khó nhìn thấy vẻ đẹp của ánh trăng chính khi người ta làm ô nhiễm nguồn nước thì làm gì còn những con sông những chiếc hồ trong veo để ngắm trăng nằm sâu dưới đáy hồ chính khi người ta chặt phá hết cây cối thì làm gì còn những cảnh tuyệt đẹp giao hòa giữa ánh trăng và vạn vật trong đêm Còn biết bao điều chưa kể xiết Có người sẽ nói rằng Giờ người ta có thể khám phá vẻ đẹp Nhờ nhiều dụng cụ quang học Nhờ máy tính Nhờ sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật Chứ cần gì những kinh nghiệm sơ đẳng xưa kia Khi nghĩ thế Người ấy quên mất rằng Phần lớn người dân vẫn là người nghèo Và người nghèo thì mấy ngàn năm nay Cũng chẳng thay đổi mấy tất cả tiến bộ và tài nguyên vẫn chỉ đang phục vụ cho một phần nhỏ đúng là bây giờ hầu như cái gì cũng có nhưng điều quan trọng là phải có tiền và người nghèo thì có rất ít tiền nhiều khi còn không đủ sinh tồn nhiều khi còn không đủ sống ở những mức sơ đẳng nhất giống như kiểu có người nghĩ xem mình thích làm tiến sĩ về lĩnh vực nào trong khi đó có người mơ ước được đi học cho biết cái chữ mà còn khó Giống như một em bé nhà giàu xem tivi thấy những nơi nghèo đói, em không hiểu được tại sao những đứa trẻ kia lại thiếu thông minh như thế. Chỉ có việc mở tủ lạnh để lấy đồ ăn mà cũng không biết làm. Em không biết được rằng tại những nơi nghèo đói ấy làm gì có tủ lạnh, làm gì có đồ ăn. Giống như kiểu có người nói, khí hậu có thay đổi, có nóng lên thì đâu ăn thua gì, vì chúng ta đã có máy điều hòa vì chúng ta có thể di chuyển đến nơi khác để sống. Họ đâu biết rằng chỉ có họ với điều kiện dư giả mới làm được những điều ấy. Còn người nghèo chỉ có một cách là bó cái chân và bó cái tay mà thôi. Nói như thế, để thấy thiên nhiên đất trời, để thấy ánh trăng rất thân thiện, rất gần gũi, rất đẹp với đời sống người bình dân. Nói như thế để thấy rằng những người giàu sang đang tàn phá thiên nhiên trong khi người nghèo chịu hết hậu quả thực tế một người bình dân nếu có phá rừng chăng nữa có lẽ cũng chỉ đủ sức chặt vài cây còn một chủ đầu tư thì có thể phá nát nhiều cánh rừng cũng thế một tập đoàn xuyên quốc gia có thể phá nát cả lục địa cứ theo vòng xoay ấy người ta đang tàn phá địa cầu đổi lại họ thu được bao nhiêu lợi nhuận và những hậu quả tệ hại của thiên nhiên lại đổ trên đầu những người thường dân đời là thế thế gian là thế chúa ơi xin cho con biết chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ánh trăng để con có thể cảm nhận được vẻ đẹp của chúa để tâm hồn con thêm đẹp thêm tươi hơn để con có thể làm đẹp cho thiên nhiên làm đẹp cho đời làm đẹp cho những người xung quanh con amen Để tiếp tục chương trình mai anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc giả, dạ. thứ ba sắp tới đây là lễ kính Thánh Biển Đức Viện Phụ. Tại sao lịch phụng vụ gọi là viện phụ chứ không gọi là tổ phụ? Bởi vì Ngài đã sáng lập một dòng tu lớn trong giáo hội. Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời. Theo tôi nghĩ, Thánh Biển Đức không phải là viện phụ, cũng chẳng phải là tổ phụ. Chắc chắn Ngài không phải là tổ phụ, bởi vì Ngài không hề có ý tưởng muốn thành lập một dòng như các vị thánh thuộc thời Trung Cổ hay cận đại. Ngài chỉ lập đôi ba cộng đoàn đan sĩ mà thôi. Việc thành hình dòng biển Đức xảy đến vào các thế kỷ sau đó. Thậm chí phải nói rằng mãi tới cuối thế kỷ thứ 19 mới có một vị mang tên là Tổng Vịnh Phụ tại Roma. Tuy rằng quyền hạn của Ngài không hoàn toàn giống như các bề trên tổng quyền trong các dòng cận đại như vậy thánh biển đức chỉ là viện phụ mà thôi hay sao thưa cha? có lẽ ngài cũng chẳng phải là viện phụ nữa. nếu mà chúng ta hình dung viện phụ theo bức chân dung hiện đại nghĩa là một vị đội mũ gậy giống như giáo mục. thánh biển đức không phải là giáo sĩ cũng chẳng biết tới mũ gậy nên biết rằng trong tiếng latin, abbas chỉ có nghĩa là cha. danh từ này lấy lại từ tên đức khi là với nguồn gốc Aramic. Thời xưa, bên Tây Phương cũng như bên Đông Phương, một buôn sinh đi tìm thầy lão luyện đã đạt được mức trọ lành và có khả năng phân biệt thần khí. Ông này được thôn làm sư phụ, nghĩa là người cha tinh thần. Đây bản luật của Biển Đức, tuy Abbas gắn liền với chức vụ lãnh đạo cộng đoàn, nhưng mà vai trò nổi bật hơn cả vẫn là nhà dẫn dắt về đường tâm linh. Viện phụ là đại diện của Đức Kitô, là Cha và là Anh của các Đan sinh. Chính tư cách này đòi hỏi Đan sinh phải vâng phục Viện phụ, nhờ đức tin chấp nhận rằng Viện phụ thay mặt cho Đức Kitô. Trong bản luật của Thánh Biển Đức, vai trò của Abbas được mô tả ở chương 2, như là hiện thân của Đức Kitô trong cương vị là vị mục tử và thầy dạy vị mục tử phải liệu làm sao cho đàn chiên được mạnh khỏe. Một phương thế để thi hành chức vụ của mình là giảng dạy. Dĩ nhiên, trước hết giảng dạy đạo lý cho của Chúa và của giáo hội. Nhưng mà đừng bao giờ quên rằng cần phải dạy dỗ bằng gương sáng, chứ đừng có nói một đàn rồi là làm một nẻo. Ngoài hình ảnh của người cha và thầy giáo, Ngài cũng được mô tả như là y sĩ và thẩm phán. Như vậy theo tôi nghĩ nên chữ Abbas là sư phụ thì đúng hơn là viện phụ. Dù sao trong bản luật Thánh Biển Đức cũng mô tả chức vụ Abbas như là một thủ trưởng lãnh đạo cộng đoàn. Trong cương vị này, Ngài không quán xuyến tất cả mọi chức vụ trong cộng đoàn, nhưng mà có các cộng sự viên mà Ngài cần phải kêu gọi họ hợp tác hoặc ít là nhờ đến sự tư vấn. Tuy giữ nhiệm vụ đứng đầu cộng đoàn, nhưng mà Thánh Biển Đức không ngừng lập đi là lại rằng chức năng của Abbas là phục vụ hơn là chỉ huy. Ở chương 64 chúng ta đọc như thế này. Hãy gắn đàm nổi bật lòng khoan dung hơn là công lý. Ghét các nước xấu nhưng mà thương yêu anh em. Khi sửa dạy hãy cư xử cách thận trọng chứ đừng bao giờ căng thẳng quá. E rằng cứ gắng cạo hết han dị thì làm vỡ cây bệnh hãy luôn luôn nhớ đến sự giòn bóng của mình và đừng bao giờ bẻ gãy cây lau đã bị dập. Chúng tôi không muốn rằng cứ để cho các nếp xấu tha hồ mọc lên, nhưng là cần phải nhổ chúng một cách khôn ngoan và bác ái. Hãy tìm cách để được yêu mến hơn là phải sợ hãi. Thế thì bản tu luật của Thánh Biển Đức dành cho ai thưa cha? Trước khi trả lời câu hỏi này, nên biết là trong những thế kỷ gần đây khoa phê bình lịch sử đã đặt ra nhiều vấn nạn liên quan đến tiểu sử và tác phẩm của Thánh Biển Đức. Dĩ nhiên, không ai phủ nhận rằng Ngài là một con người có thực trong lịch sử, chứ không phải là một nhân vật tiểu thuyết. Nhưng mà những chi tiết về cuộc đời của Ngài xác thực đến mức nào lại là một chuyện khác. Lý do bởi vì tiểu sử của Ngài dựa theo sách đối thoại do Thánh Gregorio viết khoảng năm 593 nghĩa là hơn 40 năm sau khi đương sự qua đời. Mục tiêu của tác phẩm này không phải chỉ thuần túy viết lại tiểu sử của bên Đức, mà còn muốn giới thiệu như là một con người được Chúa sai đến để mà cứu giúp chúng sinh. Trước đây, Thánh Athanasio cũng đã dùng hạnh của Thánh Tô Anton Tu Hành để diễn tả một chương trình đinh thánh của người đan sĩ và đã gây ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống đan tu ở các xã hội đông phương. Dù sao thì đối với cái đăng, đời sống đăng tu bên Tây Phương, ảnh hưởng Thánh Biển Đức không phải là do cuốn tiểu sử cho Thánh Gerio viết, nhưng, là, nhưng mà là cái bản luật do chính Thánh Biển Đức soạn thảo. Chắc hẳn Ngài không sáng tác từ con số không, nhưng mà đã tham chiếu các bản luật lưu hành vào thời đó. Nên biết là khi viết bản luật này, tác giả chỉ nhằm tới một vài cộng đoàn mà mình đã thiết lập, cụ thể là Monte Cassino, và nới rộng sang một vài cộng đoàn ở Italia. Vào thời đó, hầu như mỗi đan viện đều có một bản luật riêng. Mãi tới thời Hoàng đế Sacramento đầu thế kỷ thứ 9, do sự thúc đẩy của thánh Benedicto viện phụ Anian, thì bản luật của thánh Biển Đức mới được đặt làm chuẩn mực cho tất cả các đan viện ở châu Âu. Nói một cách khác, kể từ đó bên Tây Phương, đời sống đan tu đồng hóa với đời sống dựa theo luật của Thánh Biển Đức vì lý do ấy mà ngài được gọi là tổ phụ dòng Biển Đức phải không ạ à? không hoàn toàn đúng như vậy nên coi ngài như là tổ phụ của đời sống tan thu bên Tây Phương thì đúng hơn là tổ phụ của dòng Biển Đức bởi vì thời xưa mỗi đan viện là một đơn vị tự trị dưới sự lãnh đạo của viện phụ ở trên viện phụ chỉ có giám mục chứ không có bệnh trên nào cấp cao hơn Mãi đến thế kỷ thứ 10, với cuộc cải tổ phát xuất từ đan viện Grigny, Grigny mới tổ chức một mạng lưới nối các các đan viện thành một dòng. Tất cả mọi đan viện đều tuân giữ thánh biển Đức và các tập tục, tùng phục một viện phụ duy nhất, tức là bệnh trên ở nhà mẹ Grigny. Khi viện phụ long qua đời, dòng đã kết nạp được 75 đan viện và tới thời cực thịnh hồi thế kỷ thứ 12, con số lên tới 1.200 đan viện trong toàn thể châu Âu. Đối ngoại, các đan viện được tỏa thánh cấp đặc ân, miễn trừ, nghĩa là không phải tùng phục giáo mục địa phương. Thưa cha, dòng Sito cũng giữ luật thánh biển Đức phải không? Không những dòng Sito giữ luật biển Đức, mà chính là một nhánh cải tổ của dòng biển Đức. Đan vị Sito được thành lập ngày 21 tháng 3 năm 1998 cho cha Robert viện Phụ Moilem tại một nơi hoang địa với chủ trương trở về hình thức nguyên sơ của luật thánh biển Đức bởi vì các đan viện Greeny trở nên quá tráng lệ nguy nga và ra như chỉ tập trung vào công tác phục vụ. Cơ cấu tổ chức của dòng CITO được hoàn chỉnh dưới thời viện phụ Stefan Harding. CITO trở thành một dòng vào năm 1119 dựa trên hiến chương bác ái tôn trọng sự tự trị của mỗi đan viện, trái ngược lại khuyên hướng tập trung vào đan viện mẹ của dòng Crédit. Các đan viện Sito liên kết với nhau nhờ mối dây đức ái qua hai định chế pháp lý. Một là tổng hội tất cả các viện phụ họp nhau hàng năm, và hai là việc kinh lý của bốn vị tiên trị, nghĩa là viện phụ của bốn đan viện tiên khởi, La Fette, Pontigny, Gravo, Morimond Nhưng mà qua tới thế hệ thứ hai ta thấy có một sự chuyển hướng không nhỏ. Đó là các đan sĩ không rút vào nơi đồng hoang cỏ vắng nữa, nhưng mà tham gia đắc lực vào sinh hoạt của giáo quyền. Điển hình qua khuôn mặt Thánh Benado, viện phụ Clevo. Thậm chí, một môn sinh của Benado đắc cử làm giáo hoàng Eugenio thứ ba năm 1145 đến 1153. Đang khi đó, các cơ chế của dòng biển đất được kiện toàn thêm vào thời trung đại và cận đại. Trong hai thế kỷ 12-13, các định chế liên minh giữa các đan viện được củng cố thêm, tuân theo chỉ thị của các công đồng Laterana 1, Laterana 2, Laterana 4. Các đan viện được gom thành các tỉnh Provincia, với các tỉnh hội Capitulum Provinciale và các cuộc kinh lý. Đối lại, các viện phụ cũng được mời tham gia các công đồng nói một cách khác, các viện phụ được đối xử ngang hàng với các giám mục. Sang thế kỷ thứ 15, vào thời kỳ cải tổ các dòng tu, thì nảy ra một định chế mới được tự tên là Chi Dòng Congregatio, gồm những đan viện chấp nhận chương trình cải cách khởi sự từ đan viện Santa Giustina ở thành phố Padova, Italia, do cha Ludovico Babo sướng xuất năm 1412. Chi Dòng được cai quản bởi Tổng hội Capitulum Generali với Tổng phụ Abba Generalis. Các chi dòng đầu tiên là Cassino Cassidensis và Valladolid ở Tây Ban Nha. Vào các thế kỷ gần đây, sau nhiều lần bị giải tán do cuộc cách mạng 1789 ở bên Pháp và do Hoàng đế Joseph nghị bên Áo, các đan viện được tái lập cùng với các thể chế các chi dòng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, các chi dòng được quy tụ thành một liên minh các chi dòng thánh biển Đức Confederatio Congregationum Monasticarum Ordinis Sancti Benedicti được thiết lập do đoạn dụ Summum Semper của thứ 13 năm 1813 đứng đầu là Abbas Primas cư tại Roma ta có thể chỉ là viện phụ tổng quyền Viện phụ tổng quyền có các quyền hành giống như các bề trên tổng quyền không thưa cha? Không, cơ cấu của dòng đan tu khác các dòng hoạt động ra đời và thời trung cổ như là dòng đa minh dòng phan sinh hay là vào thời cận đại dòng tên các dòng đan tu được tổ chức dựa trên cơ sở các đan viện mỗi đan viện là một đơn vị tự lập các đan sĩ khánh vĩnh cư và tuân phục viện phụ địa phương các đan viện họp thành những liên minh mang tên là chi dòng congregation sure, đứng đầu là chủ tịch preses hay là tổng viện phụ Apagidagalis. Nhưng mà các liên minh mang tính cách tiêu trợ huynh đệ, chứ không phải là các cơ cấu quản trị. Ta có thể so sánh với các cơ cấu của hội đồng giáo mục. Hội đồng giáo mục không có quyền hành trên các giáo mục, mà chỉ đưa ra những hướng dẫn hoạt động chung. Ở bên trên các chi dòng là Liên minh Confederatio do Viện Phụ Tổng quyền đứng đầu. Ngài giữ vai trò đại diện cho dòng trước mặt tòa thánh và chủ tọa hội nghị của các huyện phụ. Đó là nói về dòng biển Đức. Như vậy ngày nay ta thấy chức vụ Abbas viên phụ có thể áp dụng cho ba cấp. Một là vị lãnh đạo cộng đoàn địa phương. Hai là cho vị đức đầu một chi dòng. Ba là cho vị lãnh đạo toàn dòng. Dòng Sito cũng có một cơ cấu tổ chức tương tự như vậy. Trước khi kết thúc chương trình, linh tiến khải và xuân khánh xin trình bày một mẹ maria tựa đề một số xứ điệp của đức bà hoa hồng san damiano Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 56 năm, Đức Mẹ đã hiện ra với bà Rosa Quattrini ngày 29 tháng 9 năm 1961, lễ kính Tổng lãnh Thiên Thần Micae tại làng San Damiano. Đây là một làng nhỏ thuộc tỉnh Lẻ San Giorgio cách thành phố Piacenza, Bắc Italia, 20 cây số. Đức Mẹ đã cho bà Rosa đi đứng được và chữa lành các vết thương của bà mà các bác sĩ nhà thương đã không chữa được trong suốt 9 năm trước đó. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, giữa trưa trong khi đọc kinh truyền tin, bà Rosa nghe có tiếng gọi bà từ bên ngoài. Ra ngoài bà trông thấy trên trời có một đám mây vàng và bạc, chung quanh có rất nhiều sao và các hoa hồng nhiều màu khác nhau. Từ đám mây có một hình cầu đỏ đậu trên một cây lê nhỏ gần nhà. Từ hình cầu ấy, Đức Trinh Nữ rất thánh đi ra, có ánh sáng sống động bao quanh. Đức mẹ nói với bà, con gái nhỏ của mẹ, mẹ đến từ rất xa, con hãy loan báo cho toàn thế giới rằng tất cả mọi người phải cầu nguyện, bởi vì Chúa Giêsu không còn mang nổi thập giá nữa. Mẹ muốn cứu chúng con tất cả, tất cả người tốt cũng như kẻ xấu. Ta là mẹ của tình yêu thương, mẹ của tất cả mọi người. Các con tất cả là con mẹ, mẹ muốn cứu tất cả các con. Vì thế mẹ đã đến để báo cho thế giới cầu nguyện vì các đánh phạt đã gần rồi. Mẹ sẽ trở lại đây mỗi ngày thứ sáu. Mẹ sẽ ban cho con các sứ điệp và con phải loan báo chúng cho thế giới. Trước nỗi sợ hãi của bà Rosa lo lắng sẽ không có ai tin mình và người ta có thể bỏ tù bà vì bà chỉ là một phụ nữ nhà quê rốt nát. Đức mẹ nói, họ sẽ tin con bởi vì bây giờ khi mẹ ra đi mẹ sẽ cho con một dấu chỉ con sẽ thấy các cây này sẽ nở hoa mẹ thiên quốc đã ra đi như thế và cây lê đã có trái trên cành bất thình lình nở hoa và nở rất nhiều hoa ngày hôm sau một cành của cây mận mà đức mẹ đã lướt qua cũng nở hoa trong ba tuần liên tiếp đã có hàng ngàn người đến chiêm ngưỡng hai cây nở hoa mặc dù có các trận mưa rất lớn trong mùa thu ngoài ra cây lê nở hoa lại còn có thêm rất nhiều trái tiếp theo đó cứ mỗi ngày thứ sáu vào giữa trưa và vào các ngày lễ của đức mẹ mẹ thiên chúa lại hiện ra với bà rosa quattrini mà dân chúng quen gọi một cách thân thương là mama rosa các sứ điệp tiếp nối nhau từ tuần này sang tuần khác chúng thường được kèm theo bởi các hiện tượng không thể giải thích được như hiện tượng mặt trời quay trên chính nó Đức mẹ cùng với Tổng lãnh Thiên thần Mikae cũng hiện ra với bà Rosa và ban nước suối giúp chữa lành các bệnh tật thể xác. Ngôi vườn nhà Mama Rosa, nơi Đức mẹ đã hiện ra làm phép lạ cho cây lê và cây mận nở hoa, đã trở thành điểm cầu nguyện. Mama Rosa đã thành lập hiệp hội gọi là Công trình các thành phố Hoa hồng bà đã sống trong cầu nguyện kết hiệp và yêu thương cho tới khi qua đời vào năm 1981, hưởng thọ 72 tuổi. Tường nhà bà và khu vực chung quanh có gắn đầy các bản tín hữu tạ ơn Đức Mẹ. Tuy giáo quyền chưa thừa nhận, nhưng cho phép tín hữu hành hương kính viếng San Damiano. Khi tóm tắt các hướng dẫn Đức Mẹ gửi các tín hữu con cái, Mama Rosa lập đi lập lại, hãy cầu nguyện, hãy yêu thương, hãy hiến dân, hãy đau khổ và hãy thinh lặng. Sau đây là một số các sứ điệp của Đức Mẹ. Trong một sứ điệp vào năm 1961, Đức Mẹ nói, Hãy nhìn trời, hãy thường hay nhìn trời, có một ngôi sao rất sáng với một luồng sáng dài. Khi các con trông thấy nó ban chiều hay ban mai, một cách bất thình lình, nó sẽ được trông thấy trong nhiều vùng. Đó sẽ là dấu hiệu của tai ương ngày 30 tháng 10 năm 1966, Đức Mẹ cho biết sẽ có nhiều dấu chỉ của trời ngày đêm trước khi các khốn khó đến. Ngày mùng 10 tháng 12 cùng năm, Đức Mẹ cho biết từ lúc này sang lúc khác, các con có thể ở trên ngưỡng cửa các khốn khó kinh khủng. Ngày 23 sau đó, Đức Mẹ nói, Mẹ sẽ mở mắt mọi người trên toàn thế giới với một ánh sáng rất mạnh mẽ. Rồi ngày 30 tiếp sau đó, mẹ nói. Mẹ đã xuống trái đất này để đem niềm vui, sự hòa hợp và ủi an vào trong các gia đình. Ngày 9 tháng Giêng năm 1967, Đức Mẹ nói với bà Rosa, Các con hãy xin lỗi Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu là đứng từ bi thương xót, bởi vì các tai ương khiếp khủng thực sự kinh hoàng đến độ các con không thể nào tưởng tượng nổi. Ngày 13 sau đó, Đức Mẹ nói, khi các con sẽ trông thấy một dấu chỉ trên trời, sẽ là lúc kinh hoàng lớn lao của Âu lo và khóc lóc. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 1967, Đức Mẹ nói với bà Rosa, một ngôi sao sẽ đến trên trời, mẹ sẽ đến giữa các con với ngôi sao đó và mẹ sẽ ban ánh sáng cho toàn thế giới. Mẹ sẽ ban biết bao nhiêu dấu chỉ mẹ đến, trên trời, trên mặt trăng, mặt trời, tinh sao và tại biết bao nơi khác ngày mùng 5 tháng 5, Đức Mẹ nói, Thế giới đang ở trong buồn. Các con không hiểu sự thật về Thiên Chúa nữa. Chúng không muốn biết chân lý. Chúng muốn làm một mình. Tiếp đến ngày 16 tháng 5, Đức Mẹ nói, Các con hãy nhìn trời, hãy năng nhìn nó. Các con sẽ tìm thấy các dấu chỉ, và khi các con sẽ thấy một dấu chỉ lớn thập giá trên trời, thì đó sẽ là lúc nghiêm trọng và âu lo. Hãy cầu nguyện, bởi vì mẹ sẽ đến với một ánh sáng lớn và sẽ chiến thắng và Chúa Giêsu con của mẹ sẽ đến với một vương quốc mới và sẽ đem bình an và tình yêu thương yên lành và niềm vui tới trong các con tim trong lần hiện ra ngày 22 tháng 5 năm 1967 Đức Mẹ nói khi các con nghe thấy các rung động lớn khi các con sẽ trông thấy các tối tăm lớn hãy hướng mắt lên trời hãy giang tay ra hãy xin lòng từ bi thương xót Hãy đọc kinh Lạy Nữ Vương và hãy đọc kinh Tin Kính. Ngày 25 sau đó Đức Mẹ nói với bà Rosa, thế giới đang hư mất đi từng giờ, chúng không chấp nhận lời mời của mẹ. Trong lần hiện ra ngày mùng 9 tháng 6 năm 1967, mẹ nói: "Thiên Chúa Cha vĩnh cửu sau chiến tranh đã ban sự thịnh vượng này trên các quốc gia khắp nơi và chúng đã dùng sự thịnh vượng này trong buồn, không phải để cám ơn Chúa Giêsu và mẹ Maria." chúng đã chỉ có các cử chỉ kiêu căng và khoe khoang. Các con sẽ ra sao nếu các con không đến đây để kín lấy sức mạnh, sự can đảm và đức tin để chống trả lại các trận đấu, các khốn khổ, các thập giá, các bách hại và đói khát. Nếu các con không có sức mạnh, sự kháng cự, các con sẽ ra sao? Các con hãy phải làm tất cả để an ủi các linh hồn bởi vì giờ của đánh phạt kinh hoàng đã điểm. Việc báo trước đã bắt đầu, các con phải hiểu rằng đó là khởi đầu của các thử thách khóc than kinh khủng. 130 năm đã qua từ biến cố mẹ hiện ra tại La Salette, 50 năm đã qua sau biến cố mẹ hiện ra tại Fatima, 3 năm sau biến cố mẹ hiện ra tại đây. Đừng chờ đợi, giờ đã điểm, các con hãy yêu thương nhau, hãy mang tình yêu trong tim, chứ không phải sự kiêu căng ngạo mạn, khoe khoang, nhưng chỉ có tình yêu, tình yêu và hòa bình trong con tim. Khi các lúc kinh hoàng của tối tăm sẽ tới, nếu các con có Chúa Giêsu trong tim, các con sẽ mạnh mẽ. Ngài chờ đợi cho tới giờ cuối cùng, hãy lắng nghe mẹ. Khi giờ âu lo sẽ tới, giờ của tối tăm và khóc lóc, các con hãy hướng mắt lên trời, hãy gọi mẹ với tên ngọt ngào là mẹ, và mẹ sẽ đến ôm ấp các con và sẽ đem các con vào trong quê hương trên trời. Ở đó các con sẽ ca hát với các thiên thần và các thánh, ở đó các con sẽ được tha thứ và tất cả sẽ được cứu thoát trong biết bao vui tươi và nơi đó chúng ta sẽ mừng lễ biết bao. Trong lần hiện ra ngày 21 tháng 7 năm 1967, Đức Mẹ nói: "Đó không phải là các dấu chỉ của đất, chúng là các dấu chỉ của trời." các dấu chỉ chuẩn bị từ trên cao mà Chúa Giêsu đã ban để chuẩn bị các linh hồn cho biến cố mẹ tới. Ngày mùng 4 tháng 8 mẹ nói, các con không lắng nghe lời mẹ, nhưng khi điều kinh khủng sẽ xảy ra, các con sẽ ra sao nếu các con đã không lắng nghe mẹ? Ngày mùng 5 tháng 8 mẹ nói, giờ đã điểm, giờ đã điểm, Thiên Chúa Cha Vĩnh Cửu không còn trần chờ nữa, nhưng các con hãy cầu nguyện giữa các con với nhau với mẹ, chúng ta hãy nài nỉ với lời cầu nguyện và hy sinh. Ngày mùng 6 tháng 10, mẹ nói thêm, mẹ sẽ đến với quyền năng và ban ánh sáng cho tất cả mọi người. Ngày 13, mẹ nói, tất cả những gì các con đã chịu đựng nhân danh Chúa Giêsu sẽ được viết trong sách vàng. Ngày 13 tháng 8, mẹ nhắn nhủ, các con hãy luôn luôn gia tăng đức tin bởi vì các lúc kinh hoàng sẽ tới. Các con sẽ trông thấy tại nhiều phần đất trên thế giới nhiều rung chuyển, biết bao nhiêu tai ương, động đất. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện với đức tin để Thiên Chúa Cha vĩnh cửu thương xót. Tiếp đến ngày 12 tháng 9, Đức Mẹ nói, Đối với ai tin và với những người này, mọi sự đều có thể. Có lời hứa trợ giúp, cứu chữa mà trong họ nó trở thành sự chắc chắn nội tâm của sức mạnh lớn lao nhất. Mẹ đến giữa các con, đừng sợ hãi. Hãy tiến tới, đừng đợi chiến tranh tàn khốc và gia dặn đến trong thế giới và không ai có thể tự cứu thoát được. Ngày 22 tháng 11 năm 1967, Đức Mẹ nói, giờ đã điểm, giờ đã điểm, Thiên Chúa Cha vĩnh cửu không chần chờ nữa. Nhưng khi ngày đó sẽ đến, khi trời đất mở ra, sẽ có một trận giao đấu kinh hoàng của Âu Lo và Khóc Lóc. Nhưng các con đừng sợ hãi, hãy đọc biết bao kinh tinh kính hãy cầu xin Tổng lãnh Thiên Thần Mikae với tràng hạt trên tay để Ngài ban cho các con sức mạnh, lòng can đảm trong trận chiến đấu lớn và các con sẽ được cứu thoát trên trái đất và sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu trên trời. Mẹ cùng với thiên thần bản mạnh của các con, với tổng lãnh thiên thần Mikae, chúng ta sẽ trợ giúp các con từng phút, đừng bối rối. Các con hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện luôn luôn với nụ cười trên môi. Những người phải ra đi khỏi trái đất này sẽ lên trời với một đạo binh lớn các thiên thần và họ sẽ rảo quanh trái đất để củng cố, cầu nguyện làm vơi nhẹ mọi anh em. Ngày mùng 10 tháng 12 năm 1968, Đức mẹ nói với Mama Rosa đã hơn 100 năm mẹ ở trên trái đất này để thức tỉnh con tim của các con để cứu giúp, để trợ giúp các con, để ban cho các con biết bao nhiêu đức tin và tình yêu thương. Con đừng ngã lòng. Nhưng mẹ sẽ đến mau với ánh sáng. Biết bao nhiêu dấu chỉ sẽ đến từ trời và trên trái đất. Đó là đủ nếu chúng muốn tin. Mẹ sẽ làm tất cả để cứu chúng, mẹ sẽ ban cho mọi phương tiện, mọi trợ giúp. Ngày 31 tháng 12 năm 1969, Đức Mẹ nói, "Chính mẹ muốn cứu các con, mẹ là mẹ các con, là trạng sư của các con, là cô giáo của các con, là mẹ của các con, mẹ yêu các con biết bao." ngày 25 tháng 3 năm 1970, Đức Mẹ nói, đám mây tiến tới từ mọi phần của trái đất và các linh hồn đã không có ánh sáng sẽ bị hư mất và sẽ là sự kinh hoàng của các dân tộc sống trong giấc ngủ sâu. Liềm sẽ đến và sẽ là sự tàn sát không thương xót trên toàn trái đất. Mẹ đã chúc lành cho tất cả con cái trung thành với trái tim sầu bi biết bao này khi các con sẽ trông thấy các đám mây sự báo oán của Thiên Chúa, hãy cầu nguyện và khẩn nài danh mẹ có quyền năng trên các linh hồn thiện chí. Hãy luôn luôn mang danh mẹ trên tim các con và nó sẽ là sự che chở chống lại bão táp hỏa ngục đang chờ đợi các con. Như thế đã viết trên trời, sự tan rã của các dân tộc sẽ thảm khốc, không thể nào hiểu được đối với con mắt người trần vatican sẽ bị bao phủ bởi các lời vu khống nhưng các con yêu dấu các con biết rồi điều là dấu hiệu sẽ rơi xuống và một kỷ nguyên mới sẽ phát sinh áo choàng lớn của mẹ sẽ bao bọc tất cả mọi con cái đã khổ đau biết bao nhiêu kẻ thù sẽ chạy trốn thập giá và đi nghỉ ngơi nơi các kẻ theo nó mà nó sẽ hành hạ cho chết nhưng các con ôi các con của thập giá các con sẽ hưởng bình minh của kỷ nguyên mới trên trời đã viết như thế tổng lãnh thiên thần Mikae cũng nói hãy đi hãy đi hãy nói ta với thanh gươm và các con với tràng hạt trong tay chúng ta đừng chờ đợi lúc khủng khiếp này giờ đã điểm mẹ thiên quốc đã loan báo giờ đây danh mẹ gửi ta đi để loan báo nó nữa đây là giờ thức dậy và ta sẽ soi sáng cho các con, ta sẽ che chở các con, ta sẽ bên vực các con với thanh gươm nhân danh tất cả các thiên thần và các thánh, các con được vây bọc và không ai sẽ có thể làm hại các con. Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan Vatican hôm qua Đức Thánh Cha đã chỉ định ba phó thư ký cho Bộ Phát triển Nhân bản toàn diện. New Delhi, Hội đồng Giám mục Ấn Độ mạnh mẽ phản đối phán quyết cho phép phá thai tới tuần thứ 26 do Tòa Thượng Thẩm nước này đưa ra hôm mùng 3 tháng 7 vừa qua. Kisangani, các giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo kêu gọi mọi phe phái tôn trọng Hiệp định Thánh Sinvestro và Hiến pháp Quốc gia trong cuộc tổng tuyển cử nội trong năm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxic tức là 31 ,25 m 25 và 11.900 kiloxic tức là 25 m 21 ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kiloxic tức là 31 ,38 m 38 và 11.945 kiloxic tức là 25 m 21 Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lầu đế thua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.